tổng hợp các văn bản về chính sách cải cách tiền lương mới nhất. Dưới đây là một số văn bản về chính sách cải cách tiền lương đã được cập nhật. 1. Quyết định 978 QĐ-TTg năm 2024 về kế hoạch thực hiện kết luận 83 KLTU và nghị quyết 142/2024 QH15 về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 2. Quyết định 135 QĐ-TTg năm 2024 về kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 3. Kết luận 83 KLTU năm 2024 về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành. 4. Nghị quyết 27 NQTU năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành. 5. Công văn 6605 BTNMT TCCB năm 2024 thực hiện kết luận 83 KLTU và quyết định 918 QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 6. Công văn 1058 BTC KB NN năm 2024 phân bổ kinh phí được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương do Bộ Tài chính ban hành.